5 sân vận động có sức chứa lớn nhất trên đảo Borneo. Sân vận động quốc gia Hassano Bolkiah là sân bóng lớn nhất của Brunei, quốc gia có diện tích lãnh thổ nhỏ nhất trên đảo Borneo. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 1980 tại thủ đô Bandar Seri Begawan và chính thức được khánh thành vào ngày 23 tháng 9 năm 1983. Với kinh phí xây dựng 100 triệu đô la Singapore, nó được đặt tên theo tên của quốc vương Brunei Sultan Hassano Bolkiah. Sân vận động đã trải qua 3 lần cải tạo và nâng cấp, với lần gần nhất là trong giai đoạn từ 2021 đến 2023. Khán đài sân vận động Hassano Bolkiah đã được lắp đặt toàn bộ ghế đơn. Trong lần cải tạo gần nhất, toàn bộ ghế được thay thế bởi ghế gập tiện lợi, được khảm ngẫu nhiên bằng hai màu xanh dương và trắng. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 28.000 khán giả. Chỉ có phần trung tâm của khán đài phía Tây được trang bị mái che. Có kích thước 60m x 41m, sân có một màn hình video matrix nằm ở khán đài phía Bắc. Bốn tháp đèn ở bốn góc cũng là điểm nhấn của sân vận động Hassano Bolkiah. Với mỗi tháp cao 60m và được lắp đặt 108 bóng đèn. Mặt sân sử dụng cỏ lá gừng, trong khi đường chạy điền kinh đạt tiêu chuẩn của IAAF. Lãnh thổ Indonesia chiếm đến 73% diện tích của đảo Borneo, nên số lượng sân vận động của họ trong danh sách này cũng là nhiều nhất. Sân vận động Palaran được khởi công xây dựng vào năm 2002, trên khu đất rộng 88 hectare tại thành phố Samarinda của tỉnh Đông Kalimantan. Nhưng công việc xây dựng chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2006. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 18 tháng 6 năm 2008 bởi Tổng thống lúc bấy giờ của Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kinh phí xây dựng sân vận động Palaran là 800 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này được xây dựng để trở thành trung tâm của tuần lễ thể thao Indonesia lần thứ 17, PON 2008. Với toàn bộ khán đài 2 tầng đã lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 35.000 khán giả cho sân vận động. Hai mái che hình lưỡi liềm bao phủ gần như toàn bộ khán giả phía dưới. Thật đáng tiếc, sau khi PON 2008 kết thúc, sân vận động Palaran gần như đã bị lãng quên. Chính quyền tỉnh Đông Kalimantan với tư cách là chủ sở hữu của sân vận động không thể chi trả cho chi phí bảo trì ít nhất là 2 tỷ rupiah Indonesia mỗi năm. Trong khi không một câu lạc bộ bóng đá nào tại Đông Kalimantan mặn mà với việc chọn sân vận động này làm sân nhà. Với điều kiện và cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, sân vận động này hiện chỉ được sử dụng bởi cộng đồng xung quanh. Tin vui cho sân vận động là Indonesia đang xây dựng thủ đô mới tại Đông Kalimantan, nên chính quyền tỉnh này đã có kế hoạch cải tạo sân vận động Palaran để xứng tầm với sự phát triển của khu vực này trong tương lai. Một sân vận động khác tại Đông Kalimantan cũng được xây dựng cho tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2008 là sân vận động Aji Imbert. Nó được khởi công xây dựng vào năm 2005 trên khu đất rộng 4,2 hectare tại Tenggarong và nằm ở bờ đông của sông Mahakam. Với diện tích xây dựng là 32.000 m², sân chính thức được khánh thành vào ngày 18 tháng 6 năm 2008 với tên gọi ban đầu là Madia Tenggarong. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 899 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này chính thức mang tên Aji Imbert từ ngày 28 tháng 3 năm 2011. Cái tên được lấy từ tên vị vua thứ 15 của Vương quốc Hồi giáo Kutai Kartanegara. Aji Imbert sở hữu thiết kế hiếm gặp ở các sân vận động của Indonesia. Sân chỉ có hai khán đài, có thiết kế hai tầng thấp dần về phía Bắc và phía Nam. Chỉ có khán đài phía Tây được lắp đặt một phần ghế đơn. Sức chứa sân vận động này khoảng 35.000 khán giả. Toàn bộ khán đài được bao phủ bởi hai mái che bằng vải bạc, được hỗ trợ bằng hai kết cấu vòng cung bằng thép khổng lồ. Sân vận động này hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Mitra Kukar, đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia. Lãnh thổ Malaysia chiếm 26% diện tích của đảo Borneo. Quốc gia này có một sân vận động nằm trong danh sách là Sarawak, nằm trong khu liên hợp thể thao Sarawak ở Petah Jaya, bang Sarawak. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào năm 1995 và chính thức được khánh thành vào ngày 17 tháng 6 năm 1997 với kinh phí xây dựng 120 triệu ringgit Malaysia. Sân vận động này là một trong những địa điểm chính của giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 1997 và Đại hội Thể thao Malaysia lần thứ 18, SUKMA 2016. Sân vận động Sarawak có thiết kế 4 khán đài, trong đó khán đài phía đông và phía tây có 2 tầng. Chỉ có tầng 1 của khán đài đã lắp đặt ghế đơn,
mang đến sức chứa 40.000 khán giả cho sân vận động. Toàn bộ khán đài được bao phủ bởi mái tre. Mặt sân Sarawak có kích thước 105m x 68m và sử dụng cỏ Zoysia Macella. Sân chỉ có một màn hình LED chính ở khán đài phía Bắc. Hệ thống chiếu sáng và âm thanh được lắp đặt phía dưới mái tre. Sân vận động này hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kuching City FC, đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Malaysia Super League. Sân vận động Batakan được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 18 ha vào ngày 10 tháng 6 năm 2010 tại thành phố Balikpapan, tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia. Nó chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2017. Kinh phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Thiết kế sân vận động Batakan lấy cảm hứng từ sân vận động Emirates nổi tiếng của câu lạc bộ Arsenal. Với mái tre bao phủ toàn khán đài, tuy nhiên mái tre này được đỡ bởi các cột chống nằm trên tầng 2 của khán đài, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả ở một số vị trí ngồi. Khán đài Batakan có 2 tầng ở cả 4 mặt, và hiện tại 90% khán đài đã được lắp đặt ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi, có 3 màu sắc là xanh, trắng và ghi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 40.000 khán giả. Nhiều cơ sở vật chất của sân vận động Batakan đạt tiêu chuẩn của FIFA, bao gồm mặt sân sử dụng cỏ Zoysia Macella. Trong khi đó, với việc lắp đặt 270 đèn LED, dàn đèn sân vận động này có công suất chiếu sáng 2.300 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persiba Balikpapan, đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia.